Video này có thể cứu mạng sống quý vị. Không thể đoán trước các vụ cháy rừng, ngay cả khi quý vị nghĩ đám cháy ở rất xa, đám cháy có thể lan đến nhà của quý vị trước khi quý vị biết đến. Đây là cách quý vị có thể theo dõi các vụ cháy rừng trong khu vực của mình để có thể quyết định sáng suốt về việc giữ an toàn. Thứ nhất, đừng đợi ai đó nói cho quý vị nghe về đám cháy rừng. Kiểm tra trang mạng Emergency WA khẩn cấp Tây Úc để xem có đám cháy nào gần đó không. Thứ hai, theo dõi Department of Fire and Emergency Services, Bộ Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp trên Facebook để biết thêm thông tin mới nhất và chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè và hàng xóm. Thứ ba, nhận thông tin cập nhật bằng cách lắng nghe đài phát thanh ABC hoặc địa phương hoặc gọi cho 13 Defense. Nếu một cảnh báo được đưa ra, đừng chờ nhận được tin nhắn bằng văn bản. Hãy chuẩn bị để hành động ngay lập tức. Luôn cập nhật thông tin về nguy cơ cháy rừng là điều dễ dàng hơn quý vị nghĩ. Để biết thêm lời khuyên, hãy truy cập emergency.wa.gov.au.